Sau khi đã review lại năm 2022 thì đây là khoảng thời gian rất đẹp để chúng ta cùng nhau lên kế hoạch cho năm mới, năm 2023. Hi, xin chào các bạn, mình là Trâm. Rất vui chào mừng các bạn quay trở lại với It's Me Channel, nơi mà bạn và Trâm cùng nhau quản lý các đầu mục công việc, kiểm soát quá khứ, sắp xếp hiện tại và lên kế hoạch cho tương lai. Trong nhìn lại năm 2022, bạn và Trâm đã cùng nhau rà soát lại rất là nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Và hôm nay Trâm và các bạn lại tiếp tục cùng nhau ngồi lại lên kế hoạch cho năm 2023 thông qua 5 câu hỏi tự vấn bản thân mình. Đồng thời, công cụ Trâm sử dụng trong video này đó là bánh xe cuộc đời và công cụ thứ hai là công cụ SMART. Nói sơ qua về bánh xe cuộc đời, đây là một công cụ cho chúng ta tự đánh giá, khám phá bản thân mình trong mỗi khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Thường thì chúng ta sẽ có từ 6 hoặc là 8 khía cạnh trong cuộc sống mà chúng ta quan tâm. Trong những khía cạnh này chúng ta có như là công việc này, sức khỏe, gia đình, bạn bè, các mối quan hệ, phát triển bản thân, sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất, tiền bạc. Và một khía cạnh nữa mà chúng ta quan tâm trong cuộc sống của mình, tùy vào những ưu tiên trong cuộc sống mà các bạn có thể lựa chọn 6 hoặc là 8 khía cạnh để hướng tới trong bánh xe cuộc đời này. Để việc lên mục tiêu cũng như thực hiện kế hoạch trở nên đơn giản và hiệu quả hơn, câu hỏi đầu tiên Trâm và các bạn cần tự vấn bản thân mình đó là: trong năm 2022 này, các bạn sẽ sống và làm việc trên tiêu chí nào? Tương ứng đó chính là layout về từ khóa của năm. Mỗi năm như vậy, các bạn sẽ lựa chọn một từ khóa, thậm chí là 2 cho đến 3 từ khóa. Tuy nhiên, để việc đặt mục tiêu hiệu quả hơn, Trâm chỉ lựa chọn một từ khóa trong năm. Từ khóa này sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong suốt năm 2023 này. Ví dụ như năm nay, Trâm lựa chọn từ khóa đó là tự do, liberation. Trâm sẽ viết từ khóa đó xuống layout từ khóa của năm, viết nghĩa của nó, cũng như là một vài biến thể. Ví dụ như là liberal thì chúng ta có là hào phóng, rộng rãi, liberate là giải phóng. Khi Trâm viết xuống từ khóa như thế này sẽ định hình cho những mục tiêu trong năm này đi theo hướng là tự do, có nghĩa là trong mong muốn năm mới này Trâm làm việc một cách tự do hơn, phóng khoáng hơn, dám thử những cái mới, thử những con đường mới chứ không còn là rập khuôn như trước đây nữa. Bên cạnh từ khóa của năm, Trâm sẽ lựa chọn thêm một câu tạo động lực hoặc là một câu slogan thể hiện cho ý chí của năm. Nếu lỡ một ngày nào đó Trâm khó khăn trong việc lựa chọn những giải pháp hoặc là lựa chọn phương hướng để đi tiếp, Trâm sẽ xem xét đưa ra quyết định dựa trên từ khóa của năm, dựa trên điều mà Trâm hướng tới, Trâm đã đặt ra từ những ngày đầu tiên của năm này. Sau khi đã xác định được từ khóa của năm, Trâm và các bạn cần đánh giá lại toàn bộ bánh xe cuộc đời của mình. Bánh xe cuộc đời của mỗi người sẽ không giống nhau, bởi vì ở mỗi cá nhân sẽ có những mối bận tâm khác nhau và có những lựa chọn khác nhau. Chính vì vậy, bánh xe cuộc đời có bạn sẽ có 6 khía cạnh, có bạn là 8 khía cạnh nhưng cũng có những người lên đến 9 khía cạnh. Trâm đánh giá sự cân bằng giữa công việc và giải trí, giữa công việc và cuộc sống, giữa công việc và gia đình, giữa gia đình và các mối quan hệ khác. Nếu bánh xe cuộc đời của bạn tương đối là tròn thì chúc mừng bạn, cuộc sống của bạn khá là cân bằng. 8 khía cạnh. Đầu tiên là sự nghiệp, thứ hai là sức khỏe về thể chất, thứ ba là tài chính, thứ tư là gia đình, thứ năm là phát triển bản thân, thứ sáu là các mối quan hệ, thứ bảy là sức khỏe tinh thần và cuối cùng đó là cho đi. Đầu tiên các bạn sẽ vẽ một hình tròn và chia nó thành 6, 7, 8 hoặc là 9 phần bằng nhau, tùy vào việc bạn quan tâm đến những khía cạnh nào trong cuộc sống.
Sau khi đã chia thành những phần bằng nhau, bạn sẽ tự đánh giá những khía cạnh đó từ thang điểm là 0 cho đến 10. Từ tâm hình tròn, số điểm là 0 cho đến rìa hình tròn, số điểm là tối đa. Sau khi đã đánh giá những khía cạnh mà bạn quan tâm trong cuộc sống, bạn sẽ có cái nhìn tổng quát về bánh xe cuộc đời của mình. Sau khi đã xác định được bánh xe cuộc đời của mình rồi, chúng ta sẽ đi đến bước thứ hai, đó chính là đặt mục tiêu cho năm mới. Trong bước 2 này, bạn sẽ có 3 câu hỏi cần hỏi bản thân mình thật chính xác. Điều gì quan trọng nhất hoặc khía cạnh quan trọng nhất đối với bạn trong năm 2023 là gì? Điều gì quan trọng thứ hai đối với bạn trong năm 2023? Điều gì quan trọng thứ ba đối với bạn trong năm 2023 này? Sau khi đã có được 3 điều quan trọng đối với bạn trong năm 2023 này, thì khi bạn thiết lập mục tiêu dựa trên bánh xe cuộc đời này, bạn sẽ tập trung nhiều thời gian, sức lực cũng như là tinh thần hơn cho những khía cạnh quan trọng này. Và những khía cạnh còn lại bạn sẽ phân bổ thời gian cho phù hợp. Lấy ví dụ như Trâm sẽ chọn ra 3 mục quan trọng nhất, đó là sự nghiệp, gia đình và phát triển bản thân. Những khía cạnh còn lại Trâm sẽ vẫn duy trì những thói quen để tạo ra những kết quả tốt. Tuy nhiên, thời gian Trâm tập trung cho những khía cạnh đó sẽ không nhiều bằng cho sự nghiệp, cho phát triển bản thân và cho gia đình. Và để mục tiêu đặt ra có thể đạt được những kết quả cao, Trâm sẽ sử dụng thêm công cụ SMART để hỗ trợ. Trong đó S là Specific, cụ thể. M là có thể đo lường được, Measurable. A, Attainable, có thể đạt được. R, Realistic, thực tế. Time là khi nào. Khi bạn đặt mục tiêu thì mục tiêu của bạn phải cụ thể, phải đo lường được, có thể đạt được, nó thực tế, sát với những gì bạn đang làm và phải có thời gian cụ thể. Trâm lấy ví dụ, ở bánh xe, sức khỏe thể chất, thay vì Trâm đặt ra mục tiêu là Trâm muốn giảm cân, thì Trâm sẽ đặt mục tiêu cụ thể hơn. Ví dụ, đến tháng 12 năm 2023, Trâm sẽ giảm được 5kg. Thì mục tiêu này mình vừa cụ thể, vừa có thể đo lường được, có thời gian cụ thể và nó rất là thực tế. Nếu như trong năm 2023 muốn giảm 20kg cho đến hết tháng 12, mục tiêu như thế này thì rất khó để đạt được. Chính vì vậy, chúng ta nên đặt mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, thực tế và phải có thời gian ấn định. Tương tự, Trâm sẽ đặt mục tiêu cho toàn bộ 8 lĩnh vực trong bánh xe cuộc đời của Trâm. Để mục tiêu thực sự hiệu quả, tiến gần hơn với những điều quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, thì nhất định phải có kế hoạch hành động cho những mục tiêu đó. Bước thứ ba đó chính là lên kế hoạch hành động. Trong việc lên kế hoạch hành động này, chúng ta sẽ đặt câu hỏi cuối cùng, đó là ở mỗi mục tiêu, những hành động nào, những thói quen nào, những công cụ nào sẽ giúp bạn đến gần hơn với kết quả. Trong bước lên kế hoạch hành động này, chúng ta sẽ xây dựng step by step, có nghĩa là chia mục tiêu thành những chặng nhỏ và hành động để đạt được kết quả từng chặng, sau đó tiến gần hơn với kết quả chung của mục tiêu. Trâm lấy ví dụ như Trâm có mục tiêu là giảm 10kg trong vòng 12 tháng. Có hai cách để Trâm chia nhỏ mục tiêu. Cách đầu tiên là Trâm sẽ chia đều, giảm 2,5kg mỗi 3 tháng. Ở cách thứ hai, Trâm sẽ giảm dần mục tiêu. 3 tháng đầu tiên sẽ giảm 4,5kg, tương đương là 1,5kg một tháng. 3 tháng tiếp theo là giảm thêm 3kg nữa. Trong quý 3 sẽ giảm 1,5kg. Trong 3 tháng cuối cùng của năm sẽ giảm 1kg. Các bạn cũng có thể chia mục tiêu thành từng phần nhỏ hơn. Có thể là 1 tháng, 1 tuần, rồi đến 1 ngày. Và để trả lời cho câu hỏi thứ 5, Trâm sẽ liệt kê ra những hành động. Ví dụ như luyện tập thể thao 45 phút mỗi ngày, chọn chế độ ăn phù hợp, nghỉ ngơi đủ giờ giấc, hạn chế ăn bổ phụ hoặc là ăn vặt, lựa chọn nguồn thực phẩm tươi, mới,
sau khi đã liệt kê ra những hành động có thể giúp đạt được kết quả, Trâm sẽ tiến hành bắt tay vào làm. Trâm sẽ chia nhỏ hành động ra để làm. Ví dụ thứ hai, Trâm muốn tăng lượng follower lên. Hành động đó chính là phải thường xuyên đăng video, chia sẻ những tip làm bullet journal, làm giveaway hoặc là livestream, vân vân. Và sau khi liệt kê những hành động như vậy, Trâm sẽ chia nhỏ mục tiêu ra và hành động chúng. Trâm sẽ đăng 15 video trong 3 tháng, tương đương là 4 video một tháng, 1 video một tuần. Song song đó, để tăng độ nhận diện, mỗi ngày Trâm sẽ đăng thêm một video ngắn. Hoặc là cứ mỗi 3 tháng, Trâm sẽ có một giveaway. Và như vậy các bạn sẽ lên toàn bộ những kế hoạch hành động để các bạn thực hiện mỗi ngày một chút. Sau đó sẽ tổng kết vào cuối mỗi tháng, cuối mỗi quý và cuối mỗi năm. Trên đây, Trâm vừa chia sẻ với các bạn 3 bước để đặt mục tiêu và thực hiện mục tiêu một cách hiệu quả. Song song đó, Trâm có 5 câu hỏi giúp tự vấn bản thân, biến chúng từ mục tiêu, ước mơ thành hiện thực. Trâm mong là các bạn sẽ đặt mục tiêu và lên kế hoạch cho năm mới thật là hiệu quả. Trâm mong rằng các bạn yêu thích video này và có thể gửi chúng đến những người bạn cũng mong muốn đạt được kết quả mỹ mãn trong năm 2023 này. Và trước khi chào tạm biệt, nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh YouTube của Trâm, hãy để lại cho Trâm một like, một đăng ký kênh, giúp cho Trâm có động lực để ra tiếp những video tiếp theo. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn các bạn trong video tiếp theo. Tạm biệt.